Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên sàn cho các bạn coi những con chim nhà mình đang có nha các bạn nha. Thì hiện tại như này nó có 3 con chim bông gòn các bạn, lấy một con này bằng ưng đang kêu đó. Phải đó là hai con diều này là mình mua được thợ rừng ở bên Campuchia các bạn, cho nên là không biết là dòng diều gì, nhưng mà nhìn mặt nó cũng rất là đẹp, rất là ngầu. Nó không giống như mấy con diều ở Việt Nam nhìn mặt nó ngao ngáo. Bạn thấy không, bông gòn mà nó to gần bằng con đại bàng ưng đấy, mà trong khi đó trọng lượng của đại bàng ưng nó khoảng tầm 1,4 kg, 2 kg đấy, mà mấy con diều này nó to gần bằng con đại bàng ưng đấy. Sau khi này thì mình sẽ quay cho bạn coi về mấy con Sika của nhà mình nhé các bạn nhé. Thì hai con diều này thì mình đã bán một con đi Sài Gòn rồi nha các bạn, đêm nay mình sẽ gửi đi cho cậu kia đấy. Còn nhà mình hiện tại vẫn còn một con Sika lại nha các bạn nhé. Sika thì còn một em nhé. Đại bàng ưng đấy các bạn. Đầu cái con diều này nó to ngang với đầu con đại bàng ưng luôn. Đấy. Mấy con này nó còn bé cho nên là nó ăn ít đấy các bạn. Con này bằng này nó cứ đời ăn mất của nó. Miếng này thì hơi to so với khả năng nuốt của nó. Con này bằng bé nó không nuốt được cái đầu. Sika thì còn một con thôi nhé các bạn nhé. Bây giờ bạn nào mà cần si thì cứ liên hệ với mình. Bạn bè mình có rất là nhiều si nhá. Đấy, cho nên là anh em nào ở đâu gần đó thì mình sẽ liên hệ với bạn đó, sẽ gửi cho các bạn cho nó tiện. Chứ mình ở trong này mà gửi ra Bắc thì tiền xe là rất là cao, gần bằng tiền chim rồi. Cho nên là mình sẽ lấy chim ở ngoài Bắc mình gửi cho các bạn. Nghe nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Ok, giờ mình sẽ quay cho bạn coi mấy con đại bàng ưng to của mình nhá. Ok, trên hình các bạn, đây là một con đại bàng đen và một con ưng Sika nha các bạn. Con Sika này thì mình đã bán cho cái anh ở Quảng Ngãi rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ cho ăn xong và mình sẽ gửi con Sika này đi nha các bạn nhá. Hiện tại mình còn một con Sika ở trên cao trên này các bạn thấy không? Đó rồi, đó nó đang đậu ở trên trên đó đó các bạn. Con này thì bay tốt lắm rồi. Còn đấy thì về các bạn chỉ nuôi mấy bữa nữa rồi ép cân bắt đầu là tập thôi. Chưa? Lại cho con chi này ăn trước đi. Này, con Bắc này rất là khôn. Thấy mình cầm thức ăn cái là đến ăn liền. Ăn vậy là không cho con Sika nó ăn được. Chạy ra kia luôn rồi. Bạn thấy con Đắc này to khôn. Đấy, bắt luôn con đại bàng ưng cho nó ăn tiện thể nha các bạn. Đây là đây nào. To quá. Đấy mày. Đến đây. Chị ăn mong thích. Mò này đấy.
Này con đại bàng đen như các bạn nhé. Con đại bàng đen này con trống. Con đại bàng ưng nai kia thì mái nhé. Mái thì nó sẽ to hơn các bạn. Đó. Con đại bàng thì tất nhiên là nghe tên đại nó đã to rồi các bạn, và chim to mà dòng ưng thì chắc chắn là giá tiền nó cũng cao rồi. Như những cái con này thì mấy năm nay thì mình thấy nó rẻ, chứ còn cách đây khoảng 4 năm trước ấy, đại bàng ưng toàn 5-7 triệu một con không các bạn. Nhưng bây giờ thì giá nó chỉ còn khoảng một nửa thôi. Chim to đẹp như con gà trống. Đấy. Con bác này ăn khá là nhiều rồi đấy. Trong này thì mình sẽ cho con si nó ăn đi các bạn. Cho ăn rồi mình sẽ gửi đi nhé. Hiện tại bây giờ mình còn một con si thôi. Còn một con si ca đây. Rất là nhiều anh em bình thường chưa có si thì ngày nào cũng 20-30 người hỏi si. Đấy, cho nên đến lúc thì có si thì toàn hỏi si 200k. Thời đại này thì làm gì 200k có làm được cái gì đâu. Quá nhỏ. Chỉ có những con chim di cư như kiểu sờ ba, các bạn sờ ba trống nhỏ xíu. Cho những người tập chơi thì phải đến 200.000 thôi, còn những cái này là chim non. Chim non làm gì mà nó có bèo quá vậy. Thế nên đôi khi anh em nhắn tin cho mình hỏi chim si 200k là mình không trả lời. Vì toàn trẻ con như vậy. Đôi khi để tích góp được 100-200 ngàn cứ đòi mua chim. Mình bảo là 200 ngàn này chắc đủ tiền xe thôi. Đấy. Chứ nó không như kiểu là mấy cái hàng kia ship đồ online qua shipper. Rồi ok, bạn nào mà cần đại bàng ưng lớn liên hệ với mình nhá. Con nhỏ thì nó rẻ hơn một xíu thôi. Mấy con to này thì giá nó cũng đại loại là nó cũng cao, nhưng mà không phải là cao lắm so với những cái năm trước. Đấy. Thì cần liên hệ mình. Với lại mình còn một con Sika nhá. Rồi ok, clip này thì mình xin dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.